về cấp độ bằng chứng thì nó cũng tương tự thôi, nhưng mà ở đây nó chi tiết rằng với nghiên cứu bằng chứng thì nó có chất lượng tốt này, rồi chất lượng mà nghiên cứu phần tập có chất lượng tốt hay không tốt thì được xếp vào là nhóm mấy A mấy B. Thế rồi là ví dụ như là vẫn là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng mà chỉ là từ một nghiên cứu có thể ở mức độ một A à một B. Thế nhưng mà nếu mà thử nghiệm lâm sàng mà có đối chứng nhưng mà chất lượng không tốt, có nghĩa là không ngẫu nhiên hoặc là mất follow up, tức là bệnh nhân mà người ta bỏ cuộc ở trên 20% để không được phân tích được đến cuối, thì ở đây nó chỉ là xếp vào bằng chứng mức độ 2C thôi. Mặc dù là nếu mà ở cái có đối chứng mà thiết kế tốt thì nó ở mức độ 1B đấy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là các cái mức độ phân tích khác nhau của các nghiên cứu khác nhau, để đưa ra cái mức độ bằng chứng của nghiên cứu để có thể áp dụng vào trong lâm sàng. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà cái trường hợp có mô tả ca lâm sàng thì là cái mức độ bằng chứng của nó là thấp nhất, và đồng thời với trong cái mức độ bằng chứng đấy thì nó là các cái quan điểm của người có thẩm quyền hoặc là cái hội đồng chuyên gia mà không có phản biện. Đấy, tức là không đưa ra được cái ý kiến phản biện mà chỉ là thống nhất với nhau là nên điều trị như thế này thế kia thôi, mà không dựa trên cái mức độ bằng chứng về cái dựa trên cái nghiên cứu, thì người ta cho rằng là cái mức độ bằng chứng đấy là mức độ nhất. Thế còn ngoài ra thì họ cũng không phân tích các mức độ bằng chứng, người ta cũng có thể chia ra từ 5 đến 1, mà nó cũng nặng hơn về các cái nghiên cứu về các cái thử nghiệm lâm sàng. Để có thể phân tích mức độ khác nhau trong mỗi cái nghiên cứu, ví dụ như vậy. Vậy thì cuối cùng là chúng ta thấy rằng là với một cái vấn đề là chúng ta quyết định là nghiên cứu thì chúng ta sẽ thiết kế nghiên cứu như thế nào, thì chúng ta phải dựa trên cái câu hỏi nghiên cứu lâm sàng để có thể lựa chọn cái thiết kế nghiên cứu nào phù hợp nhất. Ví dụ như chúng ta chỉ cần làm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của một cái bệnh như đấy thôi, thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái nghiên cứu mô tả chủng ca bệnh. Còn muốn xác định về cái tỷ lệ mắc bệnh thì chúng ta cũng chẳng đi làm cái nghiên cứu ví dụ như là một cái thử nghiệm lâm sàng, nó cũng không phù hợp, mà ở đây chúng ta phải tiến hành nghiên cứu khác nhau đấy. Hoặc là chúng ta muốn đánh giá rằng là cái mối tương quan giữa một cái yếu tố nào mà có thể gây bệnh hay là diễn biến bệnh tật, thì chúng ta lại phải nghiên cứu, hay là các nghiên cứu tiên lượng thì nó là chúng ta phải tiến hành nghiên cứu phần tập hay là nghiên cứu bệnh chứng đấy. Thì đó chính là cái, hoặc là nếu như chúng ta tiến hành nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng để phát triển thuốc mới qua các giai đoạn đến giai đoạn ba, những cái nghiên cứu đó thì bắt buộc phải là tiến hành các cái nghiên cứu can thiệp, hoặc là chúng ta muốn phát triển một cái phương pháp điều trị mới thì chúng ta phải tiến hành các nghiên cứu can thiệp, có thể là có đối chứng hoặc không, có ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên thì tùy theo cái tình huống lâm sàng cụ thể để chúng ta có thể thiết kế nghiên cứu. Ví dụ như chúng ta muốn có đối chứng nhưng mà một cái phương pháp phẫu thuật thì nó chỉ có một bệnh nhân vào viện mà phải khoanh mổ thì chắc chắn là chúng ta chỉ có là tiến hành cái phương pháp mổ thôi, đúng không? Thế chứ còn chúng ta không thể nào mà phải có đối chứng placebo hay là làm mù cái thứ được. Ở đây là chúng ta thấy là có làm đối chứng không đối chứng phải tùy trong cái bệnh cảnh lâm sàng cụ thể để chúng ta có thể thiết kế một cái nghiên cứu cho nó phù hợp. Đấy. Và cái phần mà lựa chọn cho nó đối chứng như cái sơ đồ có tình màu cam đậm rồi màu cam nhạt rồi màu trắng ấy, thì cái đấy là để chúng ta tham khảo trong thiết kế nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mà có nhau đối chứng ấy, thì nhiều khi cái thiết kế nghiên cứu người ta sẽ sử dụng cả cái thuốc đang điều trị hay là thử nghiệm rồi test mà bố trí cho nhóm đối chứng và nó thử nghiệm thế nào để cho nó phù hợp cả cái vấn đề bảo vệ cho bệnh nhân cũng như là phù hợp với vấn đề khoa học. Đây là toàn bộ cái phần nội dung mà liên quan đến các cái phần về thiết kế nghiên cứu. Chúng ta thiết kế nghiên cứu thì nó có rất nhiều và nhiều loại như vậy. Chúng ta chỉ có một cái khoảng thời lượng ngắn như vậy thì chúng ta sẽ được đấy, cô sẽ giới thiệu chúng ta toàn bộ những cái phần nội dung liên quan như vậy. Thế còn thì khi chúng ta tiến hành cụ thể thì chúng ta sẽ phải học, rồi chúng ta sẽ phải tìm hiểu, rồi là chúng ta sẽ làm.
thực ra là vẫn cứ phải làm thì nó mới thì mình mới có được cái kỹ năng để chúng ta có thể thiết kế một cái nghiên cứu phù hợp. Đấy là toàn bộ cái phần nội dung liên quan đến phần thiết kế nghiên cứu này. Rồi phần hôm trước thì đã nói về thử nghiệm lâm sàng và các giai đoạn của nó như thế nào, và trong các cái giai đoạn thì cái mục tiêu của từng giai đoạn như thế nào. Thế còn tiếp theo thì cũng như là phần về đạo đức trong nghiên cứu. Thế còn phần tiếp theo là cái phần liên quan đến phần này ấy, thì cô nói trước là cô sẽ không cho cô ngồi thi vào phần này. Thế nhưng mà chúng ta lại phải biết để chúng ta khi mà chúng ta làm nghiên cứu ấy, thì chúng ta phải biết như là cái cách trình bày của chúng ta khi mà chúng ta có được cái số liệu rồi mà cần phải viết báo cáo thì phải làm như thế nào. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao 10 phút, xong là 4:15 thì các em quay trở lại để cô sẽ hướng dẫn nốt cái phần liên quan đến viết đề cương nghiên cứu và cái cách viết khóa luận tốt nghiệp. Thì phần đấy thì ngắn thôi, không dài. Thì các em nghỉ giải lao 10 phút xong là sau đấy chúng ta lại vào tiếp.